Chào các bạn đã trở lại kênh Chuyện Ma tác giả Hàng Báo. Các bạn nghe chuyện nếu thấy hay hãy like, bình luận cái cảm xúc của mình. Tại vì cỡ này các bạn ít bình luận lắm, các bạn không có đọc bình luận buồn lắm. Cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ thêm cho Bảo các bạn nha. Chân thành cảm ơn các bạn rất là nhiều. Thì hôm nay á, Bảo cũng thông báo luôn là Bảo sẽ không nhận tiền ủng hộ từ thiện nữa. Bởi vì đã sắp tới cái ngày của Bảo làm rồi. Ban đầu thì Bảo dự kiến là một tay Bảo sẽ làm, nhưng mà do tình hình dịch bệnh Bảo đi lãnh tiền quá khó khăn. Rồi mọi người gửi cũng hơi trễ chút xíu cho nên là Bảo không có làm kịp và Bảo phải dời lại đến ngày 8 tây Bảo mới phát được các bạn. Tại vì không có nhận được tiền đó thì không có dám đi đặt hàng của người ta. Mà đặt hàng thì những cái gạo thì dễ, còn bên những cái gia vị á, Bảo mua để tặng cho bà con á, thì nó hơi bị khó và không có đủ cái mặt hàng, cũng như là cái giá nó hơi bị mắc, cho nên là Bảo phải dời ngày lại được. Hy vọng rằng mọi người thông cảm nha. Rồi, đó là thông báo về chương trình từ thiện của Bảo. Còn bây giờ thì chúng ta lại trở lại với chương trình Kể Chuyện Ma. Trong buổi tối Kể Chuyện ngày hôm nay, Bảo xin gửi đến các bạn câu chuyện của chú Hai Đước. Thì chú Hai Đước này á, có kể cho Bảo nghe một câu chuyện về chính bản thân của chú. Năm nay thì chú Đước đã được 54 tuổi rồi. Và câu chuyện này nó xảy ra khá là lâu. Và khi đó đó, chú Đước nói là kể từ lúc mà chú Đước 12 tuổi cho tới lớn luôn. Giống như cái chú nói rằng á, làm như cái số của chú á, là cái nghề nó chọn chú. Với thêm một phần nữa là sao mà những cái lúc mà chú bỏ nghề này nọ đó, đa phần liên quan đến tâm linh. Thì không biết là chú Đức gặp những cái chuyện gì mà trong cuộc đời của chú á, thì chú nói là nghề chọn chú. Mà tâm linh như thế nào khiến chú phải bỏ nghề, thì Bảo mời các bạn cùng nghe qua câu chuyện của ngày hôm nay nha. Chú Đức là con trai duy nhất của ông bà ba. Ông bà ba khi đó thì nhà ở đó là không có cái nhà ở trên đất của mình. Tuy là vẫn là ở quê của mình, nhưng mà ở là ở đậu trên một phần đất của người khác. Nói như vậy để biết là gia đình của chú Đước khi đó là hơi bị khó khăn. Rồi sống ở một cái vùng quê mà chỗ này thì bà con lúc đó ở cũng khá là đông rồi, chứ không phải là vắng. Có điều cái gia cảnh của chú Đước thì hơi bị khó khăn. Rồi mẹ của chú Đước á, bệnh hoạn thì hơi bị nhiều. Bà bệnh thì bà không có bệnh những cái bệnh mà nó ngặt nghèo gì quá đâu. Có một cái là bà hay bị nhức đầu nè, rồi bị sốt á, chắc là thường xuyên bị sốt. Cho nên là cái việc sức khỏe của bà thì hơi bị yếu, cho nên là không có làm được những cái việc này việc kia nhiều để mà phụ gia đình. Lúc mà chú Đước 12 tuổi thì gia đình lúc này là khó khăn rất là nhiều. Mọi cái chi phí, mọi cái sinh hoạt ở trong gia đình đều nhờ vào một tay ông ba. Thì ông ba là cha của ruột của chú Đức á, chú Đức á. Ông ba thì làm đủ nghề hết các bạn. Nhưng mà tới cái mùa nước á, là ông ba chỉ có thể là đi giăng lưới nè, rồi thả câu thôi. Chứ ngoài ra là cái mùa nước thì không có làm mướn làm thuê gì được nhiều. Bà ba khi đó thì cái sức khỏe tuy là yếu, nhưng mà bà cũng có làm được những cái việc giống như là người ta kêu tới để mằng cỏ ở trong đất rẫy của người ta đó các bạn. Giống như người ta trồng đậu hay gì đó, tỉa đậu gì đó, thì bà ba ở nhà để mà làm phụ cái đó. Và những cái việc làm đó thì đa phần là làm ban ngày, cho nên là ban đêm thì bà ba phải nghỉ ngơi do là sức khỏe không có được tốt. Còn ông ba thì ban ngày ổng đi làm thuê làm mướn, nhưng mà tới tháng nước á thì ổng ngày đêm gì cũng vậy hết. Ổng đi làm cái nghề giăng lưới rồi thả câu để kiếm thêm cái ăn manh áo cho gia đình. Do là chú Đước thì 12 tuổi rồi, nhưng mà lúc đó thì chú không có đi học và đi theo cha của mình để mà phụ giúp cha. Nói là phụ giúp thôi, chứ thật ra là ông ba đó muốn dẫn chú Đước theo để cho chú biết được cái nghề của mình. Chứ bây giờ nghèo khó quá rồi, không có tiền cho chú Đước ăn học, mà phải tạo cho chú Đước biết
cái nghề để chú Đức làm để mà sau này còn lo lắng cho bản thân nữa. Bởi vậy cái lý do mà đi theo á, một là cho chú Đức biết nghề, hai á là để có người trông chừng, dẫu sao cũng có ông ba chứ để nhà mình cũng không có an tâm nữa. Tại vì cái khu vực chỗ này thì ở gần nhà, ở gần sông, cho nên là rất là sợ. Mặc dù là con mình nó biết bơi rồi đó, nhưng mà nước hồi xưa nó chảy xiết lắm các bạn, không phải như bây giờ vào cái thác nước đổ thì chảy cuồn cuộn luôn. Chú Đức đi theo cha của mình cũng được khoảng vài tháng thì cái chỗ đó đó nó không có thuận tiện, quận đi quận về nó không có thuận tiện cho cái việc mà hai cha con đem cá đi bán. Ông ba ông mới quyết định đó là đi vào cái đồng đó thì ông sẽ ở lại cái đồng đó, ngủ thì ngủ trên xuồng luôn, hai cha con ngủ trên xuồng. Cứ đi thả lưới, giăng lưới xong á, tới gần sáng khoảng cỡ 3-4 giờ sáng thì hai cha con về rồi đem cá ra. Thì từ cái chỗ cái bờ này nè đi thẳng ra cỡ chừng 300 thước thì ở ngoài đó có một cái con đường. Cái con đường đó là những cái người mà người ta mua cá đó, người ta sẽ ngồi chờ ở đó. Và ông ba cũng có quen một người thì ở nhà của gần cái đầu đường đó luôn. Thì cái đó mình kêu là ông Tư đi ha, cho dễ kể. Ông Tư nhà ở gần cái chỗ đó là cách 300 thước. Cứ mỗi lần mà ông ba, ông với lại chú Đức đi gỡ cá này nọ xong, tới cỡ 3 giờ sáng thì hai cha con về thì mới đem cá ra ngoài đó ở căn cho ông Tư. Thì cái việc làm đó đó nó làm diễn ra được khoảng 3-4 ngày như vậy thì cũng không có vấn đề gì. Nhưng mà nên biết rằng là mỗi lần đi, ông ba đều dẫn theo chú Đức đi ra tới đó bán xong rồi đi ngược trở về. Cứ vậy vậy là 3 ngày liên tiếp. Mà cái con đường á, nó chỉ có một con đường duy nhất thôi. Con đường này thì nó bề ngang nó khoảng 2 thước và hai bên á, thì cây cối giờ lùm che đồ nhiều dữ lắm. Nhưng mà đặc biệt là có con đường à, cho nên là chú Đức rất là dễ nhớ. Tới cái bữa đó là giống như là cái bữa thứ tư, mà bữa đó thì cá nó trúng quá nhiều quá đi, cho nên là mới khoảng 2 giờ mấy thôi, hai cha con đã về tới chỗ này rồi. Cái ông ba ông mới nói á, Đức ơi, con nhớ cái nhà của bác Tư không con? Dạ nhớ, nhà bác Tư đi đường này đi thẳng ra ngoài đó sao con nhớ chứ thằng cha ơi. Vậy thì con lấy mớ cá này nè, con nhỏ con cầm ít thôi, con cầm cỡ chừng 5 ký cá thôi, con đem ra ngoài đó đó, con kêu bác Tư dậy, rồi con lấy cá này con đưa cho bác Tư, cá này nó mới vừa chết. Xong rồi con nói với bác Tư á, là ra ngồi á, đợi đi, giờ con đảo lại đây, con với cha lấy cá sống đem lên bán cho bác Tư. Căn dặn rõ ràng như vậy rồi, cái chú Đức á, thì bản tính từ nhỏ là gan hơn những đứa nhỏ bình thường. Chứ nếu mà những cái đứa nhỏ bình thường dễ gì mà nó dám đi cái đoạn đường 300 thước lận mà. Chú Đức mới nói dạ, vậy cha đưa cho con đi, con đem lên để cá sình. Thì lúc này á, ông ba ông mới mò ở dưới cái xuồng của ông á, ông lấy tay ông mò, ông quờ quạng, ông lấy mấy cá chết lên thì độ chừng cũng có 3 ký mấy à, chứ không được 5 ký. Hồi nãy ông độ vậy thôi nhưng mà không tới. Ông mới lấy ông đưa cho chú Đức, chú Đức mới cầm đi. Nhưng mà cái lúc mà chú đi á thì ông ba có đưa cho chú Đức cái đèn thì đèn dầu thôi đó. Thì chú Đức một tay trái thì cầm đèn dầu, tay mặt á thì cầm 3 ký mấy cá. Cứ đi hoài vậy. Không biết là chú đi có được gần tới hay chưa. Thì lúc này chú mới thấy á, là ở phía trước mình cách cỡ chừng 20 mấy thước cỡ cái độ đó, chú Đức thấy có một cái người đang đi ngược lại. Mà ngay cái lúc này á, thì có gió làm cho cái ngọn đèn trên tay của chú Đức nó bị tắt. Nói gì thì nói, gan gì thì gan, nhưng mà chú Đức là cái đứa trẻ mới 12 tuổi thôi. Đèn nó tắt như vậy mà trước mặt mình có người đi ngược lại á, với cái bản năng của một đứa nhỏ thì nó sẽ giật mình. Và chú Đức la lên, chú Đức mới chạy lại cái chỗ cái người mà đi tới mình á. Cái chú mới chạy lại thì cái gần tới rồi đó, cái nghe cái giọng ông đó: "Ủa mày làm gì mày chạy đây?" Cái giọng nói này á là cái giọng của một cái người đàn ông mà theo cái kiểu này cũng chắc cũng lớn tuổi hơn cha của chú Đức.
cái tướng tá của cái ông này á, thì giờ nó na ná giống như là ông Tư. Cho nhưng mà lúc đó thì đèn nó tắt rồi, không có dòm rõ được cái mặt, thì thấy ổng cũng bình thường thôi. Cái nói bác ơi, bác con là con của ông Văn Lứ nè, con đem cá lên con bán cho bác Tư. Tao biết mày bán cho em tao đó. Em tao á bữa nay nó mệt, nó kêu tao ra lấy cá. Chú Đức nghe vậy chú Đức mừng quá. Nó, ủa vậy là bác là anh của ông Tư, bác Tư hả? Tao là anh của nó. Mày bán cá gì vậy? Dạ ngày nào ba con, cha con với con cũng bán hết trơn á. Bán là con bán mấy con cá này nè. Thì vừa nói kiểu mà mừng mà. Có người lớn ra mua cá khỏi cần phải đi vòng ngoài đó, cái mừng. Thì mới ngồi xuống, mở cái giọng ra. Cái giọng thì lấy mấy con cá chết ra đưa. Nè 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 nè, nè bác ơi, cá này nè, cá này nè, ba con nói là cái này cỡ 3 ký mấy á. Cái ông kia ông nói thôi mày lạnh không, mày mệt không, tao cho mày cái này. Ông nói xong á thì ông mới lấy ra. Ông lấy ra cái lúc đó là trước mắt của chú Đức toàn là những cái loại bánh. Mà cái thời buổi đó đó nghe, bánh rất là quý, con nhà nghèo nó không có ăn đâu. Chú Đức chỉ thấy những cái loại bánh này ở chỗ mà quê nhà mình á, thì những cái đứa con mà của hàng xóm người ta ăn nhiều khi gặp thèm lắm. Mà nhà mình đâu có được ăn. Ông mới lấy mấy cái đó ra, rồi ông lấy ra mấy cái giống như là kẹo vậy đó, với trái cây nữa. Nói chung là ông lấy rất là nhiều. Cái ông mới đưa cho chú Đức, ông nói mày ngồi đây mày ăn với tao đi, ngon dữ lắm. Chú Đức mừng quá, chú Đức mới ngồi ăn. Mà càng ăn càng nói chuyện với lại cái ông này á, thì trong lòng của chú Đức á, tự nhiên nó vui lắm. Nó vui dữ lắm luôn, làm cho chú là giống như là không còn nhớ gì hết. Chú không có nhớ là cha mình dặn là đi tới nhà ông Tư này nọ, rồi đảo về liền để đem cá với lại cha mình đi ra bán cá sống. Chú không, hoàn toàn không có nhớ gì các bạn. Mà không hiểu sao cái lúc đó đó, càng nói chuyện thì càng thấy vui. Cả người nó mừng mừng, nó vui 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 lắm. Bây giờ nói lại cái chuyện của ông ba. Ông ba ông ngồi ở trên cái chiếc xuồng. Do là hồi nãy đi giăng lưới về đã ướt rồi, đã lạnh rồi. Mà bây giờ phải thọt tay vô lụm mấy con cá chết đưa cho chú Đức đi. Cho nên là người mượm độ tanh lắm. Ông ba mới nhảy xuống nước ổng ngâm. Mà kinh nghiệm của cái người mà người ta đi làm đêm này nọ đó, ban đêm á, mà khi mà người mình ướt rồi đó, mình nhảy xuống rồi đó, mình ở dưới nước thì nó sẽ đỡ lạnh hơn là mình bước lên trên khô. Ông ba ông nói ở cái đoạn đường 300 thước mà thằng nhỏ này nó xiên, con của mình nó xiên, nó đi tới đó là đảo dời á, cũng mau thôi, mình cứ ngâm nước mình đợi. Ông cứ đợi hoài, đợi hoài gần cả tiếng đồng hồ rồi mà con của mình nó chưa có đi về. Tuy nói là 300 thước nó hơi dài nha các bạn, nhưng mà thật ra nó không có bao nhiêu. Cái đoạn đường thẳng cứ vậy mà đi thẳng ra là tới đụng nhà ông Tư liền mà, ông ở đầu đường. Rồi xung quanh mấy cái chỗ nhà của ổng thì có những người người ta chờ ghe cá về để mà người ta mua. Mà sao chờ nãy giờ 1 tiếng đồng hồ rồi mà con của mình nó chưa có về. Thì ông mới bất an, ông không có an tâm. Ông mới đi lên thì ông đi lúc nào ông đi không có đèn. Ông mới đi ông kiếm. Ông đi thẳng theo con đường đó, ông đi hoài tới chừng mà ông đi, ông nghe cái tiếng của con ông á, giống như nó cười nói chuyện với ai đó mà nó cười vui lắm. Mà trong miệng nó giống như nó đang ăn cái gì đó. Cho nên là cái giọng nói của nó ra giống như là đứa con nít mà vừa ăn vừa nói vậy đó. Ông mới nghe cái mới kêu là Đức ơi, Đức ơi. Con ở đâu vậy Đức ơi? Thì cái lúc này á, chú Đức ổng đang ăn, nhưng mà ổng nghe tiếng của cha mình kêu thì ổng mới giật mình. Ổng giật mình, ổng mới quay qua thì ổng không có thấy cái ông mà hồi nãy giờ nói chuyện với ổng. Có điều ổng nghe cái tiếng của cha ổng kêu á, ổng mới dạ một tiếng rồi ổng quay mặt lại. Ổng quay mặt lại thì lúc này á, ông ba đã đi huốt ổng rồi. Đi huốt ổng độ chừng là 20-30 thước rồi đó. Nãy đi ngang thì không thấy, mà cái lúc mà chú Đức dạ lên một tiếng thì ông ba ông mới nghe, và ông quay mặt lại thì ông thấy có cái đứa nhỏ ngồi chỗ đó, thì ông mới nghe cái tiếng con mình mà ông lật đật ông chạy lại. Thì lúc này á,
ổng mới lấy cái hột quẹt của ổng, ổng đốt lên cái đèn của chú Đức hồi nãy nó bị tắt. Đèn nó sáng lên rồi thì thấy chú Đức ông ngậm nguyên một họng. Ông ngậm trong đó là toàn là lá cây không các bạn. Ông nhai ngớm ngán mà ông nói bánh ngon. Có điều thì cái lúc này á, ông ba ông mới chụp chú Đức á, ông mới moi trong miệng ra. Thì chú Đức ông mới động cũng la, cũng vùng vẫy nghe sao rồi, cha làm vậy, cha làm vậy. Nhưng mà chút xíu sau á, chú Đức dòm lại thấy mình nhai lá cây và cái miệng của chú á, nó lại vừa đắng, vừa chát mà nó vừa cay nữa. Nó rất là khó chịu luôn. Quảng hồn quảng vía cái chú Đức ớ thì nó bị nghẹt hết các bạn, khó thở. Chú Đức cả hước ông ba ông quảng hồn mới ôm ông xốc lên, ông chạy ra ngoài sông á. Ông chạy ra ngoài sông là ông lấy nước ông dồn dồn vô rồi ông làm cho ói ra. Cũng may á là cái lần đó chú Đức không sao, nhưng mà chú Đức nói cái lần đó là nhớ tới già luôn. Cái cảm giác mà bị nước ọc vô trong người đó, rồi cha của chú Đức làm sao 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 sọc cho ói ra đó. Chú Đức khóc dữ lắm. Ông ba ông không có la nha, ông không có la, ông không nói gì hết trơn. Con không sao con ơi, không sao, có cha đây con ơi. Đợi tới nào mà chú Đức á ông bình tĩnh trở lại rồi, ông ba ông cũng không có hỏi. Thì đợi một chút xíu sau á, cái ông Tư nè ông mới đi ra. Ông đi ra là tại vì thường ngày cỡ tầm đúng 4 giờ hoặc là trước 4 giờ chứ không bao giờ sau 4 giờ là ông ba sẽ đem cá tới để mà bán cho ổng. Mà bữa nay đã 4 giờ mấy rồi, 4 giờ rưỡi rồi mà không có thấy ông ba, cho nên là ông Tư ổng nóng lòng ổng mới đi ra ngoài đây ổng coi coi là xuồng về chưa. Thấy có ông Tư đi ra đó, ông ba ổng mới kêu chú Đức á, là con mệt con ngồi đây đi để cha đem cá lên cha bán cho bác Tư. Ông không nhắc gì tới chuyện hồi nãy nha, tại vì ông biết kinh nghiệm của ông ba ông biết. Thì mới đi lên. Đi lên là bán cho ông Tư xong rồi á, mà ông Tư ông thấy sao cái mặt của ông ba bữa nay kiểu mà lo lo, cứ bán đồ cho mình chút xíu là lại quay mặt xuống dưới xuồng để mà dòm chú Đức. Ông Tư này ông hỏi: "Ủa chú ba, chú làm gì mà chú dòm nhỏ, bọn nhỏ nó bệnh hả?" Lúc này ông ba ông mới cởi lại, nhưng mà ông chỉ cởi được cái lúc mà ông đi lại thì ông gặp con ông là vậy, đang nói chuyện với ai mà ông đi huốt rồi, ông không có thấy. Mà ông nghe nó dạ một tiếng thì ông quay lại mới thấy. Mà cái đoạn đường đó chỉ có 2 thước thôi. Cho nên là với kinh nghiệm người lớn người ta biết chắc chắn là có cái ma nó nhát. Thì vừa nghe nói như vậy ông Tư ông cũng hơi giật mình. Cái ông ba ông hỏi á là: "Anh Tư, anh cho tôi hỏi coi là chỗ này á của anh nè à, có vong hồn gì không, mà sao mấy bữa nay hai cha con đi chung thì không sao, tôi cũng không biết gì hết, tôi cho con tôi đi thì tôi cũng có sơ suất, tôi cho con tôi đi nhưng mà nó đi như vậy rồi á, nó bị vong cho nó nhét đồ cho nó ăn." Ông Tư ổng nghe thì ổng biết rồi, cái ông nói: "Thôi bây giờ tôi nói với lại chú ba vậy, mai mốt á chú mà có đi á là chú phải dẫn nó theo, chú không có để có nó đi một mình như vậy. Còn cái chuyện làm sao á, đợi sáng đi, sáng tôi kể cho chú nghe." Ông Tư ông nói như vậy rồi là có nghĩa là ông là người biết. Ông ba ông cũng nôn nóng ông chờ nha, ông chờ cho tới sáng hẳn rồi á thì chính ông Tư á, ông đi về nhà ông đem cá cho con cái này nọ đi bán xong ông đi mới ngược ra ông mới nói á: "Tôi nói chú nghe, tôi cúng rồi đó. Bây giờ nhưng mà tôi cũng không có rõ được là nó ra làm sao. Bây giờ chú với tôi á, đi xuống hỏi con của chú rồi, coi nó cởi làm sao." Xuống dưới đó dưới xuồng á làm bộ nói chuyện này chuyện kia vui vẻ nha. Cái hồi á thì ông ba ông mới hỏi chú Đức, hỏi xong rồi chú Đức mới cởi cởi đầu đuôi ngọn nguồn ra làm sao làm sao. Chú Đức có nói là cái ông đó nó nhìn giống ông Tư lắm, ông đó nói á ổng là anh của ông Tư. Vừa nói tới đây là mặt của ông Tư cũng xanh lè, ông nói: "Rồi rồi rồi rồi, rồi được rồi, tôi biết rồi, tôi biết rồi." Thì hai người lớn mới không dám nói cho chú Đức nghe. Hai người mới đi lên trên thì sau này mới nói chú Đức mới biết và kể lại đó. Là cái ông mà chú Đức thấy á, là anh ruột của ông Tư. Cái ông đó là ông thứ thứ hai nha. Mà cái ông thứ ba thì chết hồi nhỏ rồi. Còn cái ông này là ông thứ hai, ông mới vừa chết cỡ 2 năm trước. Mà ông chết ông linh lắm. Trong nhà là kêu bằng ông nhát, ông dời cho thấy hoài.
Nhưng mà khoảng chừng mấy tháng nay á thì không thấy ông về. Trời ơi, ban đêm ban hôm ông làm ghê lắm nha. Có khi ông về á rồi ông đâu có chịu mà ông vô nhà đâu, ông không có vô nhà mà ông cứ đi vòng vòng ở ngoài á. Ông đi tới cái vách mà gần buồng rồi bắt đầu cái ông nói chuyện. Nhưng mà ông nói thì không ai nghe rõ được cái tiếng nói ra làm sao, nhưng mà nghe thì nhận ra cái tiếng của ông. Mà cái cách kiểu á, ông nói giống như là ông đang giận hờn cái gì đó. Rồi có bữa là vợ của ông ba hay hoặc là con dâu của ông ba ở trong nhà đi ra, hai mẹ con đi ra thì ông đứng ở ngoài cái đầu đường á. Đầu đường nó xéo vô cái sân nhà là độ chừng 12 13 thước. Ông đứng đó ông dợm trợn mắt, ông chỉ trỏ. Kêu bà ông linh tới mức độ như vậy. Mà sớm chòm á thì ông chỉ nhát ít thôi chứ không phải là ông nhát dữ, mà trong nhà ông nhát dữ lắm. Mấy tháng nay thì ông không thấy ông nhát nữa. Mà bây giờ á, chú Đức gặp như vậy là ông biết rồi. Ông biết là chỉ có anh hai mình thôi. Ông Tư á, ông mới về ông cúng. Ông cúng kiến, ông nói trời ơi, con cháu á, nó ở theo cha nó. Nhỏ tuổi vậy mà nó không được đi học. Nó đi theo cha nó dằn nắng dằn mưa, đã cực khổ lắm rồi. Mà anh còn chọc ghẹo nó làm chi. Rồi nếu mà anh làm vậy á nghe, anh không tội hả? Lỡ mà con cháu anh á bị như vậy anh tội không? Thì ông Tư ông về ông cúng vậy xong á, ông cũng không có thấy hiện tượng gì lạ. Còn riêng ông ba thì ông ba sợ chứ. Riêng ông ba không sợ bản thân ông, nhưng mà ông sợ cho chú Đức. Thì bởi vậy mấy ngày sau luôn, ông không có kể cho chú Đức nghe, nhưng mà làm cái gì cũng vậy. Đi giăng lưới làm sao là lúc nào cũng để mắt tới ông ba. Kể đến đây á, ông ba ông để mắt tới chú Đức á, mà kể đến đây thì các bạn có thể nói á, là sao kỳ vậy, con cái của mình gặp cái chuyện vậy sao không để nó ở nhà, không nhờ người này người kia trông, mà lại đưa nó đi theo, nguy hiểm như vậy mà vẫn đưa nó đi theo. Thì không có trách được các bạn, cái thời đó người ta khổ lắm. Bà ba thì bà làm ở nhà bà đã mệt rồi, cái sức khỏe bà là không có nên làm những cái chuyện đó rồi, nhưng mà bà vẫn cố gắng, do là cái cảnh khổ mà không làm gì lấy gì nuôi thân nuôi miệng, bà ráng bà đi làm. Thì ông ba ông phải dẫn chú Đức đi theo. Cái tâm lý của một người cha muốn cho con mình biết cái nghề, tại vì ông ba ông suy nghĩ là giống như là ông thì đi làm vậy nè, đêm hôm nè, ở ngoài mưa lạnh lẽo, rồi không biết là bệnh hoạn chết giờ nào. Bà ba cũng vậy, mà lỡ con mình á, mình lỡ con ngã xuống á thì con mình nó bơ vơ. Mà chỗ này á thì ông ba không có bà con thân thuộc nhiều, mà ai cũng khổ hết trơn á, rồi ai nuôi nắng con mình, nó phải biết một cái nghề gì đó. Với lại á, để ở nhà thì cũng vậy thôi. Cảnh ở sông nước thì lúc đó đâu phải là riêng một mình nhà ông ba khổ đâu, những người xung quanh người ta cũng lo đi làm những cái việc của người ta, thì ai dòm ngó cho con của mình được. Thì biết rằng là cái chuyện như vậy, nhưng cũng phải ráng đưa chú Đức đi theo. Có cái là dòm ngó thiệt là kỹ, thay vì mỗi lần làm á, xả một tay lưới là 20 phút, 30 phút, thì bây giờ xả một tay lưới là 40-50 phút. Tại vì vừa xả phải vừa dòm, và phải kêu ông chú Đức á, lại gần. Cho nên là cái việc làm nó không có được nhanh chóng, đành phải chịu thôi. Thì là đâu phải hồi đó mà kiếm được một cái mối bán cá mua thường ngày được như ông Tư. Cho nên là ông ba cũng sợ mắc mối, ông cũng đi vô ông cúng. Ông cúng xong rồi đó thì ông mới ở lại chỗ đó, chứ ông không có đi. Tại vì chỉ có chỗ đó là thuận tiện nhất thôi. Mà làm như cúng á, thì ông Tư này ông nói á, là từ lúc mà tôi cúng nè, với lại chú ba cúng nè, thì không có thấy ông về gì trơn nha. Mà không thấy ông nhát. Có bữa đó là đâu 5, 6, 7, 8 bữa sau, đêm nào cũng vậy, ông ba đi á, là đi phía sau để cho chú Đức ông đi phía trước. Rồi ông làm bộ á, theo kiểu là ông để cách xa, xa xa coi là có nhát con ông nữa hay không. Thì không nhát là không nhát nha các bạn. Rồi có bữa là ông ba ông đứng ở cái đầu này, rồi ông Tư ông đứng ở cái đầu bên kia, mà hai người cách nhau cỡ 200 thước vậy đó, là cho chú Đức ông đi một mình. Mà dặn kỹ lắm, lỡ có gì là có ai lạ lạ là con la lên nha. Thì cũng không có, hoàn toàn không có. Thì xong cái mùa nước đó, tới mùa nước của một năm sau nha các bạn, của một năm sau luôn, thì cũng trở lại chỗ đó làm.
Mà theo như lời ông Tư nói á, là năm nay là cả năm nay không thấy ông hai á, ông hiện về không thấy. Do là như vậy cho nên là ông ba cũng an tâm. Mà lúc này á, thì chú Đức cũng được 13 tuổi. Mà lần này đi á nha, là có là bà ba đi theo. Đó thì bởi vậy cái bữa đó cũng y như kiểu như mỗi lần thôi. Cứ 3 giờ mấy gần 4 giờ thì đem cá đi. Mà lúc này đem đi á, ông ba thì ông mới sợ là vợ mình mệt. Mặc dù bà ba cũng đòi đi theo, nhưng mà ông nói thôi à, bà ở đây bà giữ thằng Đước đi à, tôi đem đi một mình được rồi. Ông ba ông mới đem đi. Ông đem đi vậy thì cái lúc đó đó, bà ba bà đang ngồi dưới xuồng. Còn chú Đước á, do là tuổi trẻ mà lúc đó đâu ngủ ngơi gì được, sáng mới ngủ được. Chú Đức mới đi lên trên cái đường bờ đó nha, là mới ngồi đó dựa vô cái cây. Thì từ cái chỗ đó mà xuống cái mé nước của bà ba thì cách nhau chừng hai cái sải tay à. Bà ba thì cũng ngồi đó bà dòm. Bà ngồi bà dòm vậy đó, thì cái lúc này chú Đức ông ngồi bên đây, xong rồi ông mới quay ngang ông ngồi góc bên đây. Thì ngồi góc đó thì bà ba ở dưới xuồng á, bà dòm lên thì nó cản cái cây. Nó chỉ dòm thấy là cỡ chừng cái vai của chú Đức thôi. Nhưng mà cái chuyện đó cũng bình thường. Ở dưới xuồng lại có một cái đèn nữa. Bà ba cũng ngồi đó, bà ngồi bà lựa lựa mấy con cá này ra cá kia, thì cứ lựa chút xíu cũng dòm lên con mình, lựa chút xíu cũng dòm lên con mình. Nhưng mà lạ một cái nha, là cái việc mà chú Đức ổng thấy á, là bà ba từ đầu tới cuối không hay không biết luôn. Chú Đức ổng đang ngồi đó thì ổng không có chuyện gì ổng làm. Con nít mà, cái ổng mới lấy mấy cái cây á, ổng mới vẽ 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 dưới cái nền đất nè. Kiểu mà nhớ bạn bè ở xóm nhầm đứa nó đi học về nó vẽ nọ đó, chú qua chú chơi chú coi chú thấy đó. Mà chú đâu có học, đâu có sách vở gì đâu, thì chú mới cầm cái cây chú vẽ vẽ theo chơi vậy thôi. Chú đang vẽ như vậy cái chú mới có thấy một cái người đi lại. Mà lúc mà chú ngước mặt lên thì cái ông đó đó, ông đã đứng cách chú Đước là cỡ chừng 2 thước rồi. Mà do là hai người đều bị cái cây nó cản đi cái ánh sáng, tại vì cái đèn này thì ở dưới dưới chiếc xuồng mà nó hắt ánh sáng lên thì nó bị cây cản lại rồi. Cái ông đó ông đứng ngay cái bóng cây á bị cản á, ông đứng đó đó. Cái chú Đức nói chuyện rõ ràng, nói chuyện lên tiếng nghe mà không hiểu sao mà ba không nghe. Chú Đức ông nói ủa bác là ai vậy? Tao nè, mày không nhớ tao hả? Hồi đó đó tao cho mày ăn bánh đó, ở cái đường đó đó, mày nhớ không? Chú Đức thì do là đứa trẻ mà qua một năm trời rồi cũng mờn mờn đâu có nhớ rõ, chỉ nhớ là sơ sơ thôi. Cái nó ủa bánh cho con nhiều người cho lắm mà sao con không nhớ bác? Tao á là hồi đó đó tao thấy nhát mày, nhưng mà tao thấy mày khổ, tao thấy cha mày cúng kiến tao cũng đàng hoàng, rồi em tao cúng kiến tao cũng đàng hoàng, cho nên là tao theo tao phù hộ mày á. Mày tới đây là tao phù hộ mày, mày tới đây là tao phù hộ mày, chứ tao không có hại mày đâu. Thì nói tới đây á, chú Đức tự nhiên cũng nhớ lại, cái ông mới nói ôi vậy ba là ma hả? Ừ tao là ma, mà thôi tao đi, từ đây sắp tới á tao không có gặp mày nữa đâu. Ổng nói xong ổng mới quay mặt ổng đi nha các bạn. Thì ông quay mặt ông đi thì chú Đức nhớ rõ ràng ông đi cái bóng bóng đen thù lùi à, không phải mặt ngồi trắng gì cả, mà ông đi cái dù dù giống như là ông đang lướt vậy đó, chút xíu là mất tiêu. Nhưng mà từ cái lúc mà ông mất tiêu là cái lúc ông nói là ma đó, là chú Đức muốn la rồi mà la không được. Tới lúc mà ông đi mất tiêu rồi á, chú Đức mới la lên được, chú Đức khóc mù non mù nước luôn. Bà ba lúc này bà mới nghe nè, chứ nãy giờ là bà không hề nghe. Bà nghe con mình khóc mới lật đật hỏi cái gì vậy, cái gì vậy Đức, cái gì vậy Đức, vậy vừa nói vừa chạy lên. Lên tới đây thì ông chú Đức ông khóc mà nước mũi nước miếng nó chảy ròng ròng, nước mắt nó chảy tùm lum mặt mày chứ. Ma 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 mẹ ơi ma ma. Đó thì mẹ chú Đức á ôm chú Đức, mẹ không sao con, không con không sao, có ma con, có mẹ con ơi, có mẹ con ơi. Thì bà vừa dỗ chú Đức mà bà vừa nhìn xung quanh này nọ, bà khắn tùm lum hết trơn. Cũng không có thấy cái gì. Cái một hồi sau cái chú Đức mới đỡ chú nước nín. Ông ba cũng đi về, ông bán cá xong đi về, ông hỏi thì lúc đó thì do là không phải là bị cái gì cho nên là chú Đức kể được liền luôn. Kể cho ông ba nghe. Cái ông ba ông nghe ông suy nghĩ dữ lắm. Ông nói nếu mà vậy thì chắc không có về đây nữa. Cái ông ba ông thấy như vậy nhưng mà ông không có yên tâm đi.
Ông mới xuống ông bắt cá, ông đem lên ông cúng nữa. Ông cúng ngay đó thôi chứ ông không đi vô nhà ông Tư. Ông cúng xong rồi cái mấy bữa sau cứ đi cái là ông chịu cực. Ông kêu bà ba nè, với lại chú Đước đi theo, chứ không cho ngồi dưới xuồng nữa. Đi xong rồi đi về, rồi đi về nó cũng gần 5 giờ sáng rồi, lúc đó không có sao rồi. Rồi hết cái mùa đó thì cũng thật sự không có gặp lại nữa nha các bạn. Đó, thì nhưng mà về tới nhà đó thì hai vợ chồng mới bàn với nhau thôi, bây giờ nếu mà cái nghề mà giăng lưới này nọ nè, con mình đó, nó lại dễ thấy người âm và người âm thay theo nhát nó kiểu đó đó, thì thôi ông ơi, cho kia cho nó làm đỡ cái gì đi, để nó lớn lớn hẳn hay, chứ bây giờ nó nhỏ mà cho nó đi theo nó gặp cái điều đó hoài thì cũng không có yên tâm. Ông ba mới nói rồi, để vài bữa nữa đó tôi quẩn quẩn á, tôi đi qua bên nhà của mấy người hàng xóm, cũng gần tới cái mùa mà họ tỉa bắp, tỉa đậu rồi, coi coi nó đi qua bển á, có bà làm mướn, bà quen với mấy cái người mà người ta có cái nghề tỉa đậu nè, mằng cỏ hay sao đó, bà kêu nó đi theo làm. Thì từ cái lúc đó đó chú Đức mới đi theo mẹ làm chứ không đi theo cha mình làm nữa. Ông ba thì ông cứ đi một mình ông làm vậy, còn chú Đức thì đi theo mẹ mình và làm được khoảng nửa năm thì coi như chú Đức rất là sáng dạ nha, là tỉa đậu này nọ là mới có hơn 13 tuổi thôi các bạn, bà đã biết rồi đó. Đó thì chú mới làm cái nghề đó, chú làm cỏ rồi tỉa đậu rồi tỉa bắp, nói chung là chú làm hết, làm mướn là chú đi làm. Cái thời gian đó đó thì bà ba bà hay bệnh cho nên là đa phần là ở nhà là chú Đức đi làm cũng bình thường, làm tới khi mà chú Đức 15 tuổi, cũng một năm mấy trời rồi. Thì lần đó là ngay cái mùa mà người ta hái đậu với hái bắp, chú Đức mới đi theo mọi người là hái, mà lúc đó hái giống như là người ta nói là bây giờ hái ăn cái số lượng á, là có người người ta hái theo cái dạng là hái một ngày là bao nhiêu tiền đó thì người ta mướn theo ngày, cũng có người người ta hái theo, nếu mà người ta nhiều á người ta sẽ hái theo số lượng để cho những cái người đi hái này người ta làm tranh thủ cho mau xong cái chỗ của mình. Thì lần đó chú Đức đi qua hái là cái nhà đó cách nhà chú Đức cỡ chừng là 100 thước, nhưng mà đi sâu vô trong đồng là cỡ 2 cây số, mà cái nhà đó thì đậu với bắp quá nhiều. Bởi vậy mọi người là người ta mới là giống như kiểu bây giờ mình gọi là tăng ca đó, ai mà siêng á thì nhổ thêm ban đêm. Lúc đó thì chú Đức nè, rồi có một một hai cái đứa nhỏ cỡ tuổi chú Đức nữa, thì mấy ông chú đó cũng đi theo làm, mà mỗi người thì một lối, thí dụ người này lối này thì người kia lối bên kia, cứ cặp 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 nhau làm tới 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 đó, ai mà làm nhanh thì tới trước rồi đi qua lối khác, rồi cái số lượng ký của mình thì cứ xong một lối là gom lại đem ra làng trại. Thì ở đó người ta sẽ căng và người ta giống như hồi trước người ta ghi lại, là cái người này nhiêu ký nè, ta ghi lại nữa ta cộng. Cái chú Đức mới đi hái đêm, có nghĩa là đó giờ cũng hái ban ngày nhiều rồi, và hái cái chỗ ông này cũng có hái rồi, cái mảnh đất mà chú đang hái cũng đã có hái rồi, nhưng mà hái ban ngày, chỉ có lần này là hái ban đêm thôi. Đó. Thì có mấy cái người nhỏ nhỏ như chú Đức, rồi cũng có người lớn đó nha, cũng 6 7 người lớn vậy đó, thì mới chia ra mỗi người một lối. Thì cái lúc mà hái đậu á thì bình thường không có gì hết, nhưng mà qua tới cái đám bắp á, hái được 1 2 ngày xong mưa đó hái ban đêm, cũng qua tới cái đám bắp, qua tới cái đám bắp á, thì cái đám bắp này cái chiều dài của nó là cũng 100 thước. À, bề ngang thì nó bề ngang 100 thước các bạn, còn chiều dài nó dài lắm, thì cứ tính theo cái lối đó mà đi thẳng tới là hái. Mà do là mấy cái người lớn mấy bữa nay á, người ta hái nhầm khi chú Đức hái thì 9 10 giờ chú Đức về, còn người lớn là người ta hái tới sáng luôn, cái sức khỏe người ta có cho nên là ta làm mấy ngày nay rồi người ta mệt, cho nên là bữa nay trong đây á chỉ có một cái người lớn thôi và hai cái người là cũng cái tuổi của chú Đức, mà một nam một nữ. Do là hồi nãy chú Đức hơi mệt, chú ra chú ngồi chú nghỉ hơi lâu á, thì ba người đó người ta vô trước, người ta mới đi ba cái lối ngang nhau như vậy nè, thì bỏ ba cái lối đó xong rồi ở đây là cái đường nước, cái đường mương mà để dành người ta tưới đó, thì cái đường mương này nó độ khoảng 3 thước, mà ở đây còn có ba lối à, thì ba lối người ba người đó đi rồi thì chú Đức phải qua khỏi cái đường mương 3 thước này để đứng cái đầu lối bên kia, có nghĩa là điểm của chú Đức đứng đã cách cái người gần nhất là 4 5 thước. Mà bắp hồi đó thì cao lắm, bắp hồi đó trồng cao lắm,
mà 10 đứa trẻ 15 tuổi với lại chú Đức lại cũng hơi lùn nữa. Cái lúc đó thì chú Đức cỡ chừng 1m4 gì, mét tư mấy à đó. Cái chú Đức mới đứng ở trong đó đó, cứ hái hái dài 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 tới hoài, hái được một đoạn là cũng cỡ chừng là 1/3 cái đồ cái luống đó rồi. Cái chú Đức mới nghe cái tiếng sột sột sạt đi ở phía sau, mà đi là đi qua cái lối kế bên của chú Đức á. Thì chú Đức mới nghĩ là một là cái ông người lớn, hai là hai cái người bạn hái chung với mình, hái xong cái lối bên kia rồi là đi qua hái cái lối thứ thứ hai kế bên mình, mà mỗi lối thì cách nhau cỡ cái sải tay vậy thôi, cách cái hàng bắp vậy thôi. Mà cái chuyện đó thì nó hết sức là bình thường, không có gì phải suy nghĩ cả. Chú Đức cứ đi đi hái 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 thì ở kia cũng hái, thì mình nay nó hái thôi, mà sao lạ một cái á là mình đã vô trước, mình hái trước 1/3 rồi, mà cái người đó mới vô mà đâu có chừng mà 1 phút đồng hồ thôi mà lại hái hái rùa rùa ngay vào vào hái qua cái chỗ của mình luôn. À, chú Đức thấy vậy chú Đức mới quay ngang, chú Đức dòm thì chú thấy cái bóng người này là lớn nha, thì chú mới nghĩ là cái người lớn, tại là do là kiểu mà văn quá quen rồi, đâu phải mình xách theo cái đèn hái chắc là chậm, chỉ có là cái cây bắp á, thường thường á thì nó đâm trái làm sao làm sao là dân ta làm nhiều người ta biết hết trơn. Cái tay nhảy vụt lên tuột nhẹ lên cái là đụng là biết bắp, là hái bằng cảm giác đó, con mắt là chỉ là giờ mờ mờ nhìn thấy cái trái bắp vậy thôi. Còn cách nhau ở một cái sải tay như vậy á, nếu mà đứng kế bên dòm kỹ thì sẽ thấy, còn mà đi mà nhanh này nọ thì dòm phớt phớt qua thôi mà không ai để ý đâu. Dòm con cái thấy cái người này sao mà đi nhanh quá, chú Đức mới nói ủa chú ơi chú đi nhanh vậy xót bắp nhiều lắm, mà hồi đó là bẻ bắp cho người ta đó nghe, là phải bẻ cho kỹ chứ nếu không xót bẻ qua được rồi đi ra ngoài rồi làm người mấy cái người khác á, người ta vô người ta mót bắp là người ta hái là mình không được quyền nói đó, mặc dù vẫn là bắp trồng trên mình nhưng mà cái luật quê nó như vậy, mình hái xong rồi người ta vô mót là mình không có được la. Cái chú Đức mới sợ là ông này ông làm sót, chú Đức nói vậy cái ông quay mặt lại ông dừng lại, thì cái lúc mà ông dừng lại chỉ cách chú Đức rồi chứ 3-4 thước à, ông mới hì hì hực theo kiểu là ông dặn á. Chú Đức cũng hơi giật mình nữa, nói trời ơi mình nó có nói vậy thôi mà ông làm gì ông dặn, với lại ông thở hì hì. Có cái là ông bước lại nghe các bạn, ông bước lại 2-3 bước á, ông chồm cái đầu ông qua thì cái luống đó nó chỉ cách nhau một cái sải tay nè, ông bước tới đó rồi là giờ mà ông chưa có rõ, ông mới chồm cái đầu ông qua, cái mặt của ông á xanh dờn luôn, mà hai con mắt của ông đỏ lồm nghe, ông chồm qua ông gừ gừ vậy nè. Chú Đức ông la ma ma quỷ quỷ, ông vừa la mấy tiếng té ngang ông xỉu. Nhờ cái lúc ông la như vậy mà mấy cái người bên kia người ta hay, cái ông người lớn hay và mấy cái người mà đồng tuổi với chú Đức hay mới chạy qua thì thấy chú Đức ông nằm ông xỉu, mới đem ông vô trong trại. Thì trong trại thì có người nhà của người chủ, người ta mới đem dầu này nọ ra người ta cứu cho tỉnh đi. À, tỉnh xong xuôi người ta mới hỏi là mày gặp cái gì, chú Đức quá sợ rồi chú Đức không có dám kể. Thấy vậy đó cái người lớn với cái người trong nhà mới nói là thôi bữa nay nghỉ đi rồi ngày mai á thì hái tiếp đó, thì mới dẫn nhau về. Cái ông lớn tuổi ổng mới cõng chú Đức, ổng cõng chú Đức ổng đem về nhà của ông bà ba, mà lúc đó thì ở nhà chỉ có mình bà ba ở nhà thôi. Mới đưa vô thì cũng gửi lại vậy, mà ba quá sợ, ba cứ giờ người của chú Đức giờ trước giờ sau bà mở ra bà lấy đèn bà dọi bà coi, đèn dầu bà dọi bà coi coi là con mình có bị gì không, thì không có thấy là chú Đức bị một cái gì, chỉ có là chầy xát nhẹ nhẹ lúc mà chú Đức té xỉu thôi. À, thì lúc đó cái ông hàng xóm vẫn còn ở lại đó để coi có phụ giúp được cái gì hay không, cái thấy không có sao rồi đó ổng mới hỏi là cái sự việc nó ra làm sao. Chú Đức ổng cởi lại như vậy thì ông này cũng xanh mặt nữa. Tại vì ông biết á, là trong cái đám bắp đó cái bản thân cái ông này là hỏi lần ông có gặp một lần rồi, rồi sau này ông mới kể nha. Ông nói hồi đó ông đi vô á, không phải là hái bắp, ông chỉ là đi qua ông hái cái đám bắp bên kia, mà cái đường bên kia là phải đi ngang cái đám bắp này nè, thì ông mới đi. Ông đang đi như vậy á thì ông nghe đi bịch bịch ở phía sau lưng ông. Ông nghe thì ông quay mặt qua ông dòm, ông không thấy, ông cũng hơi nghi nghi rồi. Ông mới đi nữa. Ông đi nữa thì cũng đi bịch 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 như vậy.
Mà lần này là cái kiểu giống như nó đi gần sát chỗ ổng á. Ổng mới gan, ổng hết can đảm, ổng quay mặt qua một cái. Ổng quay mặt ra thì ổng thấy nó chạy. Nó chạy một cái vù vô cái đám bắp băng tiêu. Mà ổng dòm thấy cái dáng người này kêu bằng lớn gấp đôi người bình thường đó các bạn. Bự như vậy đó, ổng biết rồi. Ổng gồng hai cái tay lên nó nghe, mà mọi lần ổng nghe người ta nói là kiểu mà đưa cái tay bắt cái ấn rồi niệm Phật đi dời. Ổng cũng bắt vậy, ổng cũng niệm Phật ổng đi dời, mà ổng đi một đoạn là ổng lại nghe. Ổng hết đi vô trong cái đám bắp bên kia luôn, ổng đi về nhà luôn. Nhưng mà cái sự việc đó nó diễn ra cũng mấy tháng trước rồi, chứ không phải là mới đây. Gần đây á thì ổng có đi cũng có đi ban đêm. À, cũng có đi vô chỗ đó nữa nhưng mà cũng không có thấy. Ông mới nghĩ là không có chuyện gì, cho nên là bây giờ đi hái bắp nè, có mấy đứa nhỏ này nọ nó hái chung cái kế bên cách nhau có một lối đâu có sao. Mà không ngờ á ông chú Đước ông lại thấy. Chắc có lẽ là ông chú Đước hồi đó giờ làm như kiểu mà ông có cái duyên âm hay sao á, ông thấy vong hoài. Thì thấy như vậy cái bà ba kể cho bà ba nghe, bà ba mới đi vô trong nhà, bà ba kiếm lục lọi có gì bà ba cúng cái nấy. Cũng lục lọi được chút xíu gạo muối thôi, chứ lúc đó không có cái đồ gì chín cả. À, chị lấy gạo muối rồi trong nhà còn được vài ba trái ổi mà nhỏ nhỏ không à, bà lấy đại cho bà cúng. Bà cúng xong xuôi đâu đó cái ông ba về, bà mới kể lại cho ông ba nghe. Ông ba ông thấy vậy ông nói thôi để ngày mai á tôi nướng con cá lóc tôi đi ra ngoài đó tôi cúng. Mà bà nói với thằng Đức á, kêu là nó nghỉ làm đi, nó nghỉ hái bắp ban đêm đi, nó có làm á thì làm ban ngày mà làm cái đám khác chứ đừng có làm ở chỗ cái đám bắp này nữa. Cái sự việc đó nó trải qua thì được cỡ chừng hơn hơn nửa tháng, cỡ 16 17 ngày. Bữa đó thì ông ba không có đi làm, bà ba cũng không có đi làm. Tối đó thì nguyên cái gia đình ngồi ăn cơm với nhau. Chú Đước thì gần như là ông cũng đã quên rồi cái việc đó. Nói tiếng quên không phải là quên hẳn, mà cái kiểu như là quên đi cái nỗi sợ rồi. Cái bữa đó ngồi ăn cơm này nọ xong thì chú Đước cũng ăn cơm xong trước đi. Ông mới đem chén ông ra phía sau sàn nước ông để, rồi ông rửa miệng xong ông đi ra nhà trước, ông ngồi chút xíu đó thì ông ba cũng ăn xong, mà lúc đó bà ba mới chưa ăn xong. Chú Đức ông mới mắc tiểu, mà hồi đó dưới quê mà thì nhà lại ở gần mép sông nữa, cho nên là cứ đó thì bước ra ngoài khỏi nhà mình ra gần gần mép sông mà tiểu. Mà lúc đó chỉ mới có 6 giờ mấy, gần 7 giờ tối à. Chú Đức bước ra nha, chú Đức nhớ là cái lúc đó chú Đức bước ra khỏi cái nhà sau cái sàn nước đợi chừng xéo đi có 2 thước đó, chú Đức mới đứng chỗ đó là chuẩn bị tiểu thôi, mới chuẩn bị thôi, chưa có kịp tiểu gì hết thì chú Đức mới cảm giác là có một cái người nào đó rất là lớn và nhảy vô trong người mình, giống như xô mình ra vậy đó. Chú Đức ớ lên một tiếng thôi là không còn biết gì nữa cả. Cái lúc này thì ông ba với lại bà ba kiểu mà ông ba mới trong nhà ông đi ra, bà ba mới vừa ăn xong mới vừa đứng dậy á, bà ba mới nói ủa giờ Đức đâu. Ông ba mới nói nó mới đi ra ngoài trời mà sao chắc nó đi tiểu gì đó. Bà ba mới lấy cái mâm chén á, mâm chén dơ á, bà mới đi ra sau sàn nước. Thì lúc đó ông ba ở ngoài nhà trước, bà đi ra sau bà mới đặt cái mâm chén xuống thì bà định là lấy nước bà đổ vô để bà ngâm cho cái chén mình nó không có bị cơm này nó cứng lại đó. Bà mới vừa ngâm như vậy thì bà thấy ông chú Đức á đi đi kêu bằng đi phớt mà đi qua cái hàng rào. Hàng rào cái nhà kế bên lúc đó là bằng kẽm gai á các bạn. Mà nó hở chỉ có bao nhiêu đây thôi. Thì thấy ông chú Đức ông cầm giật lên vậy nè. Giờ ông chui qua. Cái sức của chú Đức mới có 15 tuổi mà làm gì giật nổi cái đó. Mà ông giật một cái tuột lên vậy nè. Thì cái hở ra thì bà ba thấy không có rõ nhưng mà thấy hở ra có chút xíu à. Mà sao chú Đức ông chọi người ông qua. Bà ba mới la lên đứa đứa con làm gì vậy con, hàng rào nhà người ta mà con làm gì vậy. Ông không trả lời trả vốn vậy chứ, ông cứ chen 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 người qua. Bà ba mới la lên là bà nhảy từ trên sàn nước, mới nhảy xuống mới chạy theo bà Vịnh. Mà lúc mà bà chạy là bà Vịnh á là bà chỉ chụp được cái giò sau cùng của chú Đức á, thì ông chú Đức ông đạp bà té ra phía sau vậy nè. Cái lúc này ông ba mới chạy ra, ông nghe cái tiếng la của bà ba hồi nãy đó. Ông chạy ra tới chỗ thì lúc này ông thấy bà ba đang té ra một bên, rồi thấy chú Đức ông mới đi vô trong cái hàng rào nhà bên đó. Ông ba mới nói cho cái gì vậy, mày làm gì vậy Đức. Không trả lời trả dấu cứ đi thẳng nha. Thì qua khỏi cái hàng rào này chạy qua cái đám mà trái cây người ta trồng á, lúc đó đó là trồng là bưởi nè, rồi dừa nè, rồi chanh nữa, trồng rất là nhiều.
Mà cái chỗ này ông này ông trồng khá là nhiều nha, ông trồng là đâu cỡ hai ba công đất á. Đó thì chạy qua hai ba công đất này á, sẽ tới cái nhà của ổng. Nhưng mà bước qua muốn ra nhà của ổng á là phải chạy qua cái cửa trước của cái vườn. Có nghĩa là cái vườn này nó không phải là nằm bao bọc luôn cái nhà của ổng, nó nằm riêng cách biệt ra. Mà vườn á thì được bao bọc bằng hàng rào gai. Ở ngoài trước có cái cửa đi vô. Cái ông bà ba mới hoảng hồn hoảng vía là sợ con mình á là nó ăn nó đi vô nó thèm trái cây, cái đất cũng có cái trái rồi mà nó vô nó ăn cắp, giờ nó gặp mình á, giờ mình la lên vậy nó sợ, nó quản nó làm đại vậy. Bà ba thì sợ ông ba đánh chú Đước cho nên là không có kể cái vụ mà chú Đước ông đạp bà té. Thì hai vợ chồng lúc này mới nói bà chạy ra ngoài nhà trước ơi, con nó làm gì nó chạy hoài, kêu hoài nó không nghe kìa. Hai vợ chồng mới lật đật chạy thì cũng may nha, cái lúc mà chạy xiết xiết ra tới cái chỗ mà cánh cửa đó, do là cái cánh cửa đó người ta đóng cũng giống như cái hàng rào vậy thôi mà có cánh cửa nữa, cho nên là chú Đước cũng phải gịch, ông gịch để mà ông chui qua, ông gịch ông chui qua, cho nên á là cái thời gian á để cho hai người tuy là chạy sau nhưng mà vẫn kịp lúc cái lúc mà ông mới chui ra được phân nửa. Ông ba mới chạy là ông sốc, ông ôm, ông ôm vậy nè thì ông mới thấy chú Đước cứ kêu bằng á nghe, ông trợn con mắt lên thấy chồng trắng không à. Ông nói mày buông tao ra, mày buông tao ra, tao thèm ăn heo quay, tao thèm ăn heo quay, mày buông tao ra tao đi tao lấy. Ông nói cái giọng lúc này là không phải giọng chú Đước nữa các bạn, mà cái giọng lơ lớ của một cái người lớn tuổi mà kiểu mà trung niên á đó. Nhưng mà cái giọng nó khàn 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 khó nghe lắm. Dòm vô vậy là ông ba bà ba cũng biết là bị dập rồi, mà nó dùng dãy dữ lắm nha. Ông ba mới la làng lên nó chụp mấy cái dây thì cũng may phước làm sao đi, ở chỗ đó là do là cái giường của người ta cho nên là dây vô người ta cuột, người ta chằng mấy cái cây bưởi cái này cái nọ nó chằng lại khi mà giông gió đó, thì cũng để đại mấy cái dây lùng dụng ở ngoài đây. Bà ba mới gom lại thì ông ba cũng chối được, mà cũng vất vả lắm mới chối được nha. Mà do là lúc đó ban đêm mà nhà đó người cũng hơi cái đoạn đó nó hơi vắng, mà lại ngay trong cái vườn trái cây nữa, cho nên là người ở ngoài người ta không có hay. Không hay là cũng có thêm một cái lý do nữa là ở cái nhà đó đó, cái nhà lớn đó đó, thì bữa đó người ta cúng heo quay. Cái ngày đó không biết là cái thông lệ của người ta hay gì đó mà cứ đúng vào ngày đó, vào cái đêm đó là người ta cúng heo quay. Mà nhà giàu người ta cúng heo quay là cái chuyện người ta, gia đình người ta ăn, người ta đâu có mời mọc mình đâu mà mình qua. Ông ba cũng đâu có cái ý định gì mà qua heo quay đâu, mà bây giờ nhập vô nói vậy cái ông ba ông ơi cố gắng nha, ông lôi về nhà, ông lôi về nhà, ông mới kêu bà ba là chạy qua cái nhà hàng xóm, thay vì cái nhà của cái ông mà nhà giàu cũng heo quay á là ở bên tay phải cách cái giường ba công đất, rồi tới nhà ông, rồi ở bên trái á cỡ chừng 50 thước thì có cái nhà đó, cái nhà đó cũng bà con ở xóm thôi chứ không có phải là thân thích gì. Bà ba mới chạy qua mới nhờ, thì hai vợ chồng của cái ông đó mới cùng với bà ba chạy về, thì bốn người cái lúc này là mới đi vô trong nhà mới nghe ông ba hỏi là bây giờ mày là ai mà mày nhập vô con tao. Tao nè, bữa nó hai bắp á là nó đi lên trên cái chỗ của tao, tao cho nó thấy rồi, là từ đó tới bữa nay là tao ở vòng vòng ở đây không à, tao theo nó. Ông ba ông mới nhớ sực là cái chuyện mà bữa đó, mà không ngờ là cái vong ngoài đó mà nó theo chú Đước vô tới trong đây. Kêu bằng ông ba ông làm dữ cỡ nào dữ, ông ra ông lấy nhánh voi ông dốc này nọ ông làm tùm lum hết trơn, không sợ là không sợ các bạn. Đó thì mấy cái người, hai cái người hàng xóm nè, người ta mới nói thôi thôi anh ba ơi, cái dòng này nó dữ rồi, mà mình ở đây á mình không có thầy bà, anh đánh vậy anh đánh con anh chứ đánh ai, bây giờ mình hỏi coi nó cần cái gì. Cái ông ba ông mới vô ông hỏi theo kiểu là cũng xót con mình dữ lắm rồi, nhập nãy giờ lâu rồi. Ông ba mới nói bây giờ mày muốn sao, mày muốn sao mày mới xuất ra, mày á mày đi lấy heo quay về cho tao ăn đi, tao ăn xong rồi tao xuất ra, mày lấy heo quay về cho tao ăn đi. Ông ba lẫn cái người hàng xóm đều biết được cái nhà giàu đó người ta cúng heo quay, mà không lẽ bây giờ mình chạy qua bển mình xin xỏ người ta sao mà được, nhưng mà vì thương con. Cái ông ba ông nói trời đất ơi bây giờ tính sao. Bà ba mới nói thôi thôi bây giờ ông ngại ông để tôi. Thì bà ba mới chạy ra, thì bà ba chạy ra là biết rồi, biết bà ba định làm cái gì cái người hàng xóm á.
người cái bà đằng vợ á, bà mới chạy theo bà nói đợi em đi với chị, em đi cái bệnh em nói với người ta. Thì hai người đàn bà mới chạy qua bên đó, chạy qua bên đó bà ba theo kiểu là bà quá xót con mình rồi, là bà khóc với nước mắt bà vàng giụa, bà không có nói được. Cái người hàng xóm mới chạy vô nói giùm, nói là chuyện nó vậy vậy đó, bây giờ vậy đó, nếu mà chủ nhà không tin á, chủ nhà đi qua bển đi, đi qua bển là thấy à. Đó, thì cái người chủ nhà đó mới đầu người ta nghe, tại vì cái heo người ta cúng chưa có xong, người ta mới đốt cây nhang độ chừng vài phút à, mà thường thường á là phải đốt cây nhang đợi cho nó tàn cây nhang thì người ta mới chặt heo ra rồi ăn. Thì cái chủ nhà này không phải là cái dạng người xấu, người ta cũng dắt là mỗi lần chặt heo ra xong á thì nói chung là cũng không có phải là cho gia đình ông bà, thì cũng cho vòng bà con thân thuộc của người ta. Có điều lợi sinh á thì cái người này vẫn cho, nhưng mà giống như người ta nói là mới có đốt nhang cúng mà sao mà lấy xuống được, mà nhà tôi hồi đó tới giờ cúng vậy, thôi bây giờ để tôi chạy qua bển tôi coi có phải vậy không, rồi tôi nói chuyện với nó kêu nó đợi. À, thì cái ông chủ nhà ông mới chạy theo, ông đi qua bên đây mà ông không có cho vợ con, tại vợ con ông cho không có đi nữa, tại người ta sợ, chỉ có ông chủ nhà thôi ông qua. Ông qua thì ông gặp thì ông biết rồi, ông nói là vợ chồng này không có nói dốc chứ không ai đâu mà dựng nên cái chuyện này, mà lại vì ăn mấy miếng heo mà dựng cái chuyện này, với lại dòm trên người của chú Đức khi đó đó nghe là do ông chen qua chà gai đó, nó chày mà máu nó còn chảy, còn dướm máu còn chảy lòng vòng á. Ông này ông thấy quá tội rồi, cái ông mới nói á, bây giờ vậy nè, heo á thì tôi mới có cúng mà, thôi bây giờ đợi chút xíu đi, cỡ 5-10 phút á là tàn cỡ chừng gần nửa cái nhang đi, rồi tôi chặt tôi đem qua cho. Không, mày chặt mày đem qua giờ đó là mấy người kia người ta ăn hết rồi, còn đâu nữa tao ăn. Không chịu các bạn, nói là phải là đem qua liền chứ không mấy là mấy người kia ăn hết là nó không được. Cái bà ba bà lợi mới năn nỉ, trời ơi chú giúp giùm con tôi, chú giúp giùm con tôi. Cái ông này ông nói đợi rồi để em về em cúng một cái, em vái mấy cái người kia rồi em chặt qua liền. Tại vì ông này cũng rất là tin tâm linh chứ không phải là ông xấu bụng gì mà ông không chặt qua liền. Ông mới chạy về, ông khắn, ông nói là bây giờ tôi xin phép á, là cho tôi chặt một miếng thịt, rồi tôi đem qua bên đó, rồi ngày mai á, tôi tạ lễ lại thêm một con heo nữa. À, ông vái vậy xong rồi lúc đó ông mới chặt, mà theo cái kiểu ông còn ngại là nghe cái giọng ở trong cái người của chú Đức nè, nó nói là người ta ăn hết thì có nghĩa là con heo mình cũng có người chứng. Cũng có nghĩa là giờ này có thể là những cái vong hồn họ đứng gần gần đó họ đợi ăn. Đó, ông mới sợ đi. Cho nên là ông cắt á, thì ông cắt chỉ thay vì con heo á, hai cái đùi của nó đi, thì ông chỉ cắt 1/2 của một bên đùi thôi. Thì ông cắt, ông đem qua tới thì nó mới gạt ra, nó nói không, mày cho tao nửa con heo. Mà con heo khi đó đó là ông mặn cái dạng con heo lứa lứa là cỡ chừng là 30-40 kg đó. Mà đòi ăn phân nửa. Tuy là con heo 30-40 kg mình mặn ra rồi mình quay lên chín này nọ thì nó chỉ còn là cỡ cái chừng là 20 kg thôi, cỡ chừng phân nửa thôi. Nhưng mà ông đòi ăn phân nửa, mà người ta ăn phân nửa, ăn 10 cái thịt heo. Nhưng mà dù sao là cái dòng, cái ông ơi nói bây giờ á không được, bây giờ ăn thì thôi bây giờ tôi cắt cho 1/4. Tại vì ông cũng sợ, tuy là cái dòng nó ăn, nhưng mà ăn lỡ mà ăn nhét nhồi vào xương đồ này nọ nè, nó vô trong người của chú Đức, chú Đức nghẹt thở, chú Đức chết thì sao. Ông cũng sợ, ông mới nói như vậy. Ông nói như vậy cái dòng mới nói không, tao ăn nửa con, 1-2 đồ ăn. Còn mấy nó gầm gừ làm ghê lắm. Ông này ông mới lật đặt, ông chạy về thêm lần nữa. Ông chạy về ông lại vái cái nữa, rồi ông mới chặt nửa con heo. Nhưng mà ông làm hơi lâu là tại vì ông chặt ra xong rồi cái ông mới lằn mấy cái xương ra bỏ. Ông sợ là mấy cái xương nó đem qua cái chú Đức ông ăn rồi ông lọt vô trong miệng, rồi nó nghẹt thở ông chết. Cái làm hơi lâu nha, tới chừng mà đem qua rồi á nha. Cái nó ăn mà nó liếc, nó chửi dũa nha, theo kiểu chửi dũa không phải là má mẹ hay là cái gì giống như cái người sống mình, mà nó nạt nộ, nó gầm gừ làm ghê lắm. Cái nó mới lấy cái thịt nó ăn á, mà nó ăn các bạn, ăn đúng phần nửa chỗ cái phần mà ở trên cái đùi á, còn cái đùi nó không ăn nữa. Ăn cũng nhai rỗm rẽm vậy đó, nhưng mà không ăn nữa. Cái nói sao không ăn nữa, cái nó nói cái này nè, mấy đứa kia giành giật nó ăn trước rồi, có đâu tới tao. Tao ăn được có phần này à, phần này nó chưa ăn nè. Nói nghe cái nói tới đâu có rợn người tới đó các bạn. Thì xong cái đó rồi nó cũng xuất ra.
Nhưng mà cái lúc nó ăn á thì không phải là nó ăn cái nào nó cũng nhai ngợm ngợm nó nuốt các bạn, không phải vậy. Nó ngửi qua xong rồi nó ăn, nó cạp cạp, cạp xong rồi nó nhả. Có cái nó nuốt, có cái nó nhả, chứ không phải là cái nào nó cũng nuốt vô hết. Thì qua ngày hôm sau á, cái ông chủ đó ông cũng làm một con heo khác ông tạ lỡi, thì cái chuyện ông không gặp gì hết. Còn riêng ông bà ba thì lúc đó ông chủ đó cũng tốt nha. Ông nói bây giờ đi mời thầy đi, tôi biết có ông thầy tôi chỉ cho, tôi cho mượn tiền. Tại biết gia đình ông ba nghèo. Ông bà ba đi mời ông thầy đó về. Cái giờ ông thầy đó về đó không có lấy nhiêu tiền, nhưng mà nhờ ông thầy đó thì yên cho tới cái lúc mà chú Đước này ông có vợ. Cái năm đó ông có vợ là ông 26 tuổi. Mà cái chuyện hồi nhỏ mà, bây giờ mình 26 tuổi đã 11 năm rồi, cũng có đeo cái sợi dây bùa theo vậy đó. Không gặp cái chuyện gì. Lâu rồi không có gặp cái chuyện tâm linh, cho nên là dần dần không có nhớ tới nữa. Nhớ thì nhớ, mình đã trải qua những chuyện đó thôi, chứ kêu mà suy nghĩ để nhớ và để sợ thì không có. Cái lần đó thì chú Đức ông chuyển sang cái nghề là lúc đó cũng có cái bình xịt đó các bạn, xịt điện mà xịt chuột ở trong đồng á. À, thì ông ơi mua, ông đem vô ông xịt. Ông xịt đâu cũng 3-4 năm như vậy nha. Con ổng là lúc đó cũng được 3 tuổi rồi. Một đứa con trai với một cái đứa con gái là lúc đó được 1 tuổi. Thì ổng đi xịt, ổng đi xịt con mình nè. Mà đi xịt chuột á, là ban đêm mình đi vô chỗ nào đó, ví dụ như lúa người ta cắt xong rồi, hay hoặc mình xịt gần những cái bờ mà người ta làm đậu này nọ đó, thì mình phải canh. Canh là canh cái gì? Canh người ta đi lại gần là mình phải la. Chứ nếu mà mình không la nha, người ta đi vô người ta trúng cái xịt mình ta chết. Xịt hồi đó nó đâu phải làm mà đơn giản như mình bây giờ mà giống như chống giật, hay là cái kiểu mà chống giật người không cho chết đâu. Hồi đó là làm đại vậy thôi. Cứ giống điện, giống như mình xịt điện vậy đó. À, thì ổng xịt cũng được mấy năm trời vậy rồi. Mà bữa đó ông đi vô thì xịt chỗ này phải đi vô chỗ khác. Mà đi thường thường đi chỗ đó đi là đi mấy cái chỗ mà cây cối nó lùm xùm này nọ, nhìn nó ghê lắm. Chứ mấy cái chỗ trống mà chuột nó đâu có ở. Đó, ổng vô ổng xịt. Ổng xịt cái chỗ mà ổng đặt cái bình xịt á. Thì nếu mà ngồi chỗ đó dòm ra ngoài kia thì sẽ không có thấy rõ hết bốn hướng của ổng làm xịt. Cho nên là ổng mới để cái bình ở đó. Ổng ghim điện, ổng kẹp điện xong á, thì ổng mới đi ngược ra ngoài đây. Ổng cách cái chỗ cái bình là độ chừng 5-60 thước. Thì ổng đứng cái vị trí trống đó đó, ổng mới dòm. Ổng coi dòm chỗ đó thì mới thấy được lỡ có người ta đi đặt lợp hay đặt này nọ ban đêm đó. Rồi ổng la. Thì ổng cũng đeo cái đèn, lúc đó là ổng có đèn rồi. Có đèn ổng đeo chớp vậy nè. Ổng bấm ổng dội chỗ tới, ổng lia tới lia lui vậy nè cho người ta biết là chỗ này có người. Cái ổng lia lia một hồi thì ổng thấy á, ở phía xa xa có người đi lại. Mà đi thẳng thẳng vô cái chỗ mà ông xịt chuột á. Thì ổng mới la lên. Ổng mới la, ổng nói: "Ôi, tôi xịt chuột, xịt chuột. Chỗ đó điện có điện, đi đường khác đừng đi đó." Ổng la kêu bằng muốn khàn cổ luôn, mà cái người đó cứ đi tới hoài. Nhưng mà do cái khoảng cách từ chỗ ổng tới chỗ đó là ít nhất cũng phải là 100-mấy thước. Tại làm cái lằn chuột bằng dây chì đó, ghim xuống đất là phải dài ra như vậy nè mới xịt được chuột nhiều. Ông la quá trời la mà cái người đó cứ đi vô hoài các bạn. Tới khi mà đi, ông mới chạy, ông chạy một mạch lợi á, thì ông chạy được mới có chừng 20 thước, ông thấy cái người kia cũng chạy. Mà chạy là chạy thẳng vô trong cái cây mà ông ghim chuột đó, ông ghim điện đó. Chỗ đó là dây điện, dây chì điện không à. Thì ông thấy rõ ràng người đó có giật giống như là bị điện giật vậy đó. Ông hoảng hồn hoảng vía mà ông chạy lại đâu có kịp. Mà bây giờ chạy lại cũng làm sao mà dây điện nó rất là nguy hiểm. Thí dụ như mình đạp mình nằm lên vậy là cứu không biết sao cứu nữa. Còn cái là cái kinh nghiệm thường ngày á, thì cũng dự định lỡ mà có trường hợp xấu á, là phải gỡ cái dây điện ra liền. Ông mới chạy là cái chỗ mà cái đầu kẹp điện á, ông giật ra mà tay chân ông rung hết trơn. Ông rung chân ông giật ra rồi nha. Ông giật ra rồi cái ông mới chạy ngược lại, ông coi người ta có sao không. Ông chạy kêu bằng, lúc đó là ông muốn khóc luôn á. Ông chú Đức á muốn khóc luôn. Ông chạy vô, ông chạy lại. Ông chạy lại trống trơn các bạn. Không hề có bất cứ một cái người nào. Ông kiếm kêu bằng, ông vừa kiếm mà ông vừa khóc thành tiếng luôn á. Ông nói trời ơi, trời, ai đó có sao không, lên tiếng cho tôi biết. Kiếm hoài. Đó. Ông kiếm không hề gặp luôn. Ông kiếm xung quanh chỗ đó, rồi ông kiếm ra, kiếm vô, ông đi không biết là bao nhiêu vòng các bạn. Ông đi quá trời đi mà ông cũng không có thấy. Ông sợ quá trời sợ, ông cũng không dám đi về nữa. Mà lúc này thì ông không nghĩ là ma nghe, ông cứ nghĩ là một cái người nào đó đi. Há vô dây điện mình rồi cửa quậy làm sao rồi đó mất tiêu. Trong cái lùm cỏ làm gì đó, ông kiếm kêu bạn, ông kiếm muốn ráp chỗ đó luôn.
kiếm hoài mà lúc đó giống như tâm trí bị quản á các bạn. Bị quản do sợ là giật chết người á. Cho nên là ổng mới quản loạn rồi, ổng cứ kiếm 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 hoài vậy đó, ổng không có suy nghĩ tới cái vấn đề gì khác hết. Cái ổng vậy đó, ổng mới ngồi, ổng ngồi, ổng kiếm hồi cũng quá mệt, ổng ngồi ngay chỗ đó luôn, ổng ngồi cục thừa lừ, ổng ngồi đó ổng khóc. Có nghĩa là tâm trí hoảng loạn rồi, ổng ngồi ổng khóc. Ổng khóc như vậy cái đâu cỡ chừng lúc mà ổng đi xiệc á, thường thường đi xiệc nó đi khuya không à. Mà lúc đó không, cái lúc mà ổng bắt đầu xiệc á thì sau này ổng mới nhớ là lúc đó nằm cái tầm là có chừng 10 giờ mấy 11 giờ á là bắt đầu ổng xiệc. Ổng xiệc được 15 20 phút là ổng gặp cái hình tượng đó. Rồi ổng ngồi đó mà kêu ổng ngồi tới 4 giờ sáng các bạn. Ổng kiếm quằn quại xong rồi ổng ngồi đó 4 giờ sáng mũi nó chích, ổng kêu bằng là không biết bao nhiêu con mà ổng cứ để thí vậy đó. Lúc đó là tâm trí của ổng nó bị bắn loạn rồi. Tới khi mà có người người ta đi vô đồng sớm á, người ta đi người ta nghe tiếng khóc người ta cũng giật mình, mà người ta đi là không phải đi cái đường này đâu, ta đi đường bên kia ta nghe cái tiếng ông khóc, người ta mới nói trời trời nữa nữa rồi, nó nhát nữa rồi, nó nhát nữa rồi, tại vì chỗ này nè thường thường có cái dông nhát người ta không dám đi cái đường bên đây, còn chú Đức á, thì ổng đi xiệt chuột mà đi xiệt chỗ này chỗ kia chỗ này chỗ kia, đâu có phải là đi một chỗ một đâu, mà nhiều khi đi những cái chỗ lạ. Tới chừng mà nghe được nghe cái giọng này không phải là cái giọng nhát, tại vì cái người nhát á, là cái giọng nữ, mà nghe cái tiếng khóc là ông này ông nam, thì hai người người ta không dám, người ta mới đợi thêm mấy người nữa, đợi đó cũng chừng 5-10 phút gì đó, cũng có mấy người người ta đi sớm đó, mới túa lại 5-6 người người ta đi lại. Người ta đi lại thì người ta thấy ông ngồi đó, ông ngồi một cục thừa lừ ở gần cái mấy cái chỗ mà hồi nãy ông thấy người ta nhảy vô chúng bị điện giật đó. Ông ngồi nó cà rung cà bạc cà bạc cà bạc, ông miếu máu mà kêu bằng mặt mày của ông con mắt ông khóc sưng hết trơn. Ông nói cô ba cứu giùm con, nãy giờ con tối hôm con xịt con gặp cái ông đó, ai có người nào đó đó đi vô dính vô đây mà con kiếm hoài kiếm không thấy, cô bác kiếm phụ con rồi nữa. Ông khóc ông gian ông xin đó, mấy người bà con người ta mới đồng người ta cũng hoảng hồn, tại vì nó mà xịt điện hồi trước nó nguy hiểm lắm. Người ta mới đi lại, người ta đi lại người ta kiếm, người ta cũng coi kỹ là bình ông rút ra rõ trơn rồi, không có còn điện nữa. Người ta kiếm phụ ổng dữ lắm, không có, cỡ nào cũng không có, cho người ta nói rồi rồi nữa rồi, ông này gặp nữa rồi. Nhưng mà do là không có an cái tâm được, người ta nói ông cỡ nào nói ông chú Đức cũng nói tôi thấy rõ ràng đứng lên nó bị giật cờ tưng vậy nè. Cái nói bây giờ mà chú thấy á, mà chú thấy á, là nó đi nhanh không, nó chạy không, tại vì lúc mà ông cởi á, thì ông cũng cởi cái vụ chạy, người ta hỏi kỹ lại ông nói ừ tôi thấy tôi chạy cái nó cũng chạy, tôi nói rồi 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 không rồi không có ai đâu mà đi ra chỗ này mà ban đêm ban hôm mà đi ra chỗ này mà chạy là nghe ông la vậy mà đã chạy là chỗ ông không có đâu, ông yên tâm đi, giờ ông đợi đi, nếu mà ông sợ thì ông ở đây là tụi tôi ở đây với ông nè, đông người mà tụi tôi mới dám ở. Rồi tới sáng á, rồi ông biết à, cái ngồi đó ngồi cho tới sáng, ông chú Đức kêu bằng ông sợ quýnh hết trơn, mà ông cứ lâu 1-2 phút đồng hồ hỏi chú ơi, giờ chú thì không chú ma hay là người chú có chết người không chú, ông sợ ông hỏi hoài. Tới sáng thì giống như cũng định thần lại được đi, cái bà con ở đây người ta mới nói ở đây có cái dòng nữ nó nhát dữ lắm, tại chú ở xa chú lợi chú không biết, trời đất ơi nó nhát dữ lắm, mà ở đây không có ai đâu bị gì đâu chú yên tâm được. Ông chú Đức cũng còn hơi sợ, ông đi ra ông hỏi hàng xóm này nọ không có ai bị gì hết trơn là ông mới yên tâm, mà thật sự không có ai bị gì hết, bị nhát các bạn, nhát mà nhát vậy đó. Rồi ra rồi từ đó về sau luôn, ông chú Đức bữa đó ông cũng nghe người ta nói là thôi bây giờ chú kiếm cái nghề nào khác chú làm đi, chứ cái nghề này đôi khi á, nhầm khi có lúc chú thấy có lúc chú không thấy là cũng nguy hiểm cho người ta và cũng nguy hiểm cho bản thân chú nữa. Chú Đức ông mới nghe vậy ông dời là ông đem đồ nghề ông dục luôn các bạn, ông dục luôn, mặc dù thời điểm đó là giống như cái đó cũng có giá trị tiền đó, ông cũng không phải là lúc đó thì cái gia cảnh thì cũng đã đỡ là thôi chứ không phải là khá giả gì, là ông dục luôn, ông bỏ nghề luôn và ông không có làm được cái nghề ban đêm, cứ đi ban đêm mà làm từ nè làm cá lưới cá cho tới nhổ bắp hay bắp ban đêm rồi tới xiệt chuột ban đêm là kêu bằng gặp dông cỡ đó đó. Bởi vậy đó là sau này á mọi lần á nha là ông chú Đức ông cực kỳ ghét cái nghề mà ông không thích, riêng bản thân ông không thích cái nghề mà thợ hồ, ông ghét lắm. Tại vì ông suy nghĩ trong đầu là trời ơi bây giờ mình làm lính mình vô mình làm lính nó sai mình đầu này đầu kia nó còn chửi mình nữa, tại vì cái tâm lý lúc đó ông chú Đức nghĩ vậy. Cái mà bây giờ chỗ việc gì làm giờ không có đất đai buộc lòng phải theo làm mấy cái đó cái thợ hồ, tới chừng mà nhảy vô làm thợ hồ rồi thì đương nhiên trong cái lúc làm thì có những cái lúc cực, cái lúc mà quạo quọ với nhau, nhưng mà cũng có lúc vui, cũng có lúc
anh em niềm nở với nhau. À, cho nên là làm từ từ, bây giờ chú Đức có nghề luôn các bạn. Có nghề thợ hồ luôn, làm thời gian làm thợ hồ và làm tới bây giờ gia đình của chú á là kêu bằng con của chú sau này lớn lên cũng làm thợ hồ, mà chú cũng đi lãnh nhà cũng cắt cho người ta được. Kinh tế sau này thì ổn định lại rồi và có nhà cửa đất đai rồi. Tuy là không có nhiều nhưng mà cũng cái dạng là đủ ăn đủ xài. Thì câu chuyện này chú Đức có kể á là giống như cái nghề thợ hồ mình ghét mà rốt cuộc cái nghề nó chọn chú. Còn những cái nghề trước là kêu bằng bỏ nghề cũng vì gặp những cái vong linh. Nhưng mà từ cái lúc mà cái vụ đó giống như cái lần cuối cùng á, mà chú gặp vong á, từ đó về sau chú không hề gặp một cái vong hồn nào cả. Nhằm khi sau này cũng đi ngủ lúa mướn cho người ta cũng không có thấy các bạn. Rồi, câu chuyện của chú Đức đến đây là kết thúc. Câu chuyện khá là ghê ha các bạn. Mình liên tưởng mình trong cái tình huống của chú Đức kêu bằng chắc cũng sợ dữ lắm luôn á. Còn Bảo thì Bảo không sợ đâu, Bảo xỉu rồi, còn gì nữa đâu sợ. Rồi, bây giờ thì Bảo xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo.